Đến Quảng Nam, du khách không chỉ say đắm bởi những nét đẹp trường tồn cùng thời gian, vô cùng mộc mạc, bình dị của phố cổ Hội An, mà còn được trải nghiệm chèo thuyền thúng tại khu du lịch sinh thái rừng dừa Bảy Mẫu, nơi được mệnh danh là miền Tây trong lòng Hội An. Từ phố cổ Hội An dọc bờ sông Hoài hơn 3 km là khu rừng dừa nước Bảy Mẫu hơn chục hecta thuộc xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An. Rừng dừa nước nằm giáp ba con sông Đế Võng, Thu Bồn và sông Hoài, ngay khu vực cửa đại đổ nước ra biển. Nơi đây là căn cứ địa cách mạng đã ghi dấu nhiều chiến công vẻ vang của quân và dân Hội An, Quảng Nam trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ. Tinh thần và khí thế về vùng đất anh hùng gắn liền với rừng dừa Bảy Mẫu được thể hiện qua hai câu ca dao: đứng lên cầm súng bẻ dừa, quê ta đồng khởi, Mỹ thua Ngụy nhào. Ngày nay, rừng dừa Bảy Mẫu trở thành điểm du lịch sinh thái hấp dẫn với nhiều trải nghiệm thú vị. Đến đây, du khách được ngồi thuyền thúng xuôi theo dòng nước yên ả, ngắm nhìn rặng dừa xanh mát bạt ngàn, vừa lắng nghe bác lái thuyền ca một điệu hò Quảng. Không chỉ vậy, du khách cũng có thể trải nghiệm cảm giác chèo thuyền, câu cá, quan chài hay rảo bước chụp hình lưu niệm dưới rừng dừa xanh mát. Bên cạnh đó, du khách cũng có trải nghiệm cảm giác mạnh khi cùng với tay chèo địa phương biểu diễn múa thuyền cưỡi nước đầy sôi động và thú vị. Lượng khách từ bên Nam và chủ yếu là mùa hè là đủ lượng khách từ châu Âu, châu Á, hoặc khách Việt Nam, chủ yếu là mùa hè là khách Việt Nam mình đưa con cháu đến du lịch trải nghiệm thông quan. Thông quan thì là nó từ ngày tour du lịch này nó mở ra, nó có lợi cho người dân từ trẻ đến già, thu nhập ổn định thì còn đặc biệt hơn. Để tham quan rừng dừa, mỗi du khách chỉ trả 100.000 đồng tiền thuê thuyền và 30.000 đồng tiền vé để được dong thuyền thúng len lỏi khắp những lạch nước. Hai bên là rừng dừa xanh ngắt trong khoảng một tiếng. Vào cuối tuần, rừng dừa Bảy Mẫu đón hàng nghìn du khách tham quan, những chiếc thuyền thúng nối đuôi nhau, thong thả trôi theo dòng nước. Người dân chỉ là ở đây sinh sống bằng cái nghề ngư cụ đi đánh bắt xa bờ. Thì tôi mới thấy được là cái du lịch phát triển, cái tiềm năng của cái rừng dừa nó sẽ thu hút được khách, nó vừa xanh đẹp thì mới nảy ra ý tưởng là một cái điểm dừng chân, một cái khu du lịch tại rừng dừa này để cùng hỗ trợ cho bà con để thoát đi một cái nghề đánh bắt xa bờ nó an toàn hơn, để cho bà con gắn liền với lại cái sản phẩm của mình, của du lịch, vì cái tiềm năng nó có. Một cái điểm đến rất là hấp dẫn, nó độc đáo, lượng khách nó đổ về hàng năm thì nó cũng rất là đông. Một ngày dự trù khoảng cả tầm 2.000 đến 3.000 khách một ngày, thì cũng được những người dân ở đây gắn liền với lại cái truyền thống thì đưa du khách đi để trải nghiệm cái rừng dừa Bảy Mẫu được UNESCO công nhận là cái vùng đẹp của Cù Lao Chàm. Và thú vị thì những du khách đến đây và đã quay lại nhiều lần. Khu du lịch rừng dừa Bảy Mẫu không chỉ tạo công ăn việc làm cho người dân xã Cẩm Thanh mà còn cho hàng ngàn người dân tại các xã lân cận. Bên cạnh 1.400 người dân làm dịch vụ chèo thuyền thúng phục vụ du khách tham quan rừng dừa, các dịch vụ nhà hàng, khách sạn, ăn uống và nhiều dịch vụ khác cũng rất phát triển, góp phần nâng cao đời sống người dân nơi đây.